Vậy là Google là chính thức cho người dùng tải về Google Allo, giúp các bạn có thể chat chat, và đặc biệt là với những người FA thì có lẽ là sẽ thích ứng dụng này của Google. So với các ứng dụng mà OTT chat khác thì nó gì hay và thú vị hay không? Đây là giao diện chat bình thường của nó. Chúng ta sẽ có một cái giao diện có hình nền, và mình chưa tìm được chỗ nào có thể thay đổi cái hình nền này. Đây là có biểu tượng người dùng, mình có thể xem được hồ sơ của người mình đang chat này, xóa lịch sử hay là ẩn thông báo các thứ linh tinh đi. Và ở đây thì chỉ có thể nhận được tin nhắn, chứ chúng ta không thể nào gọi điện được. Đây mình sẽ gửi thử một vài tin nhắn đây nhá. Alo. Và thay vì gửi tin nhắn chữ bình thường như này đúng không, thì chúng ta có thể gửi chữ tin nhắn Adu. Sao? Gửi tin nhắn chữ to. Đó là sao? Và ấn nút gửi. Thay vì ấn luôn thì nó sẽ giữ và vuốt lên trên, tùy theo kích thước mà chúng ta có thể sử dụng. Khá là hay và thú vị. Và bên cạnh đó chúng ta có thể ghi âm để có thể gửi cho người dùng. Alo, alo, ta đang làm video. Đó, và nó ngay sẽ lập tức gửi đi. Và cái tốc độ gửi của nó khá nhanh. Ngoài ra thì chúng ta có thể gửi được một vài thứ, ví dụ như là sticker. Cái bộ sticker mà Google trang bị cho Google Allo cũng rất hay. Có rất là nhiều sticker các bạn có thể tải về. Ngoài ra thì có thể gửi được ảnh này, chụp ảnh gửi luôn. Hay là nếu các bạn đang ở một địa chỉ nào đó mà muốn người bạn của mình đến nhanh 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 thật nhanh nào, có thể gửi luôn qua địa điểm. Nghe có vẻ cứ bèo bèo so với các ứng dụng OTT khác như là Zalo, Viber hay là so với cả iMessage nữa, thì nó cũng không có cái gì gọi là nổi bật đáng kể để người dùng có thể chuyển qua từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Ngoài trừ cái nó cũng dùng được trên cả iOS và Android. Rồi gửi ảnh hay là chúng ta có thể viết chữ ngay lên trên ảnh này. Cũng rất nhiều ứng dụng có thể cho làm cái này rồi. Mình sẽ gửi cho thằng bạn mình logo dưới dạng sửa như là ta. Ở trên iOS không hề có. Ở trên Android thì khi chúng bạn gửi ảnh đi, nó sẽ hiển thị ra một cái phím chỉnh sửa ở đây. Các bạn có thể vẽ chữ lên trên, viết chữ bằng bình thường này. Chắc là bản ở trên iOS sẽ cần một thời gian nữa để cập nhật nó tốt và nó hay ho thú vị hơn thì mới đáng để sử dụng hơn. So với bây giờ thì khá là ít các tính năng. Có một thứ nữa mà mình vừa nói ban đầu, đó là ứng dụng này sẽ dành cho các bạn FA là sao? Đó là Google Assistant, mới trợ lý của Google. Chúng ta có thể tìm kiếm được rất rất nhiều thông tin mà không cần phải lên Google nữa. Tại vì đang nhắn tin với bạn bè mà muốn tìm cái gì đó thì cần vô đây và chat với cả Google Assistant. Ở đây thì nó hỗ trợ cho người dùng rất nhiều, như là xem cái lịch trình của chúng ta như thế nào này, rồi các bạn muốn đặt vé máy bay hay là xem lịch trình bay như thế nào, rồi vui vẻ này, tìm games, sport, tìm các ứng dụng thể thao hay là những câu trả lời, rồi dịch, nói chung là quá trời nhiều thứ để các bạn có thể tìm kiếm được ở trên này. Thay vì chúng ta phải lên Google, chỉ cần chat với cả Google Assistant. Về ứng dụng này thì khi mình gõ bằng tiếng Việt thì nó chưa nhận diện được chính xác cho lắm. Nếu mà nó không tìm được bằng tiếng Việt ở trên Google Assistant thì nó sẽ chủ động tìm kiếm qua Google cho các bạn. Và như các bạn đã thấy là chúng ta đã tìm thấy đường dẫn từ địa chỉ của mình bây giờ cho đến Hồ Hoàn Kiếm. Và bên cạnh đó nó sẽ tìm ra rất nhiều thứ, ví dụ như các bạn muốn xem thêm nhiều kết quả hơn này, hay là tìm hình ảnh liên quan, hay là đi bằng phương tiện công cộng. Tuy nhiên thì có lẽ là nó chưa phù hợp lắm với điều kiện ở Việt Nam. Và ở đây có rất là nhiều thứ, và nếu các bạn thích cái kết quả mà nó đưa ra thì có thể like, còn không thì dislike. Và mình khá là hào hứng với cả ứng dụng này. Hay là chúng ta muốn tìm một chuyến bay nào đó tới thành phố Hồ Chí Minh, và nó sẽ tìm cho chúng ta những cái chuyến bay của các hãng bay khác nhau và các bạn có thể đặt vé được. Đây thì mình tìm chuyến bay tới Hồ Chí Minh, và nó sẽ hiển thị ra rất nhiều Vietnam Airlines, Jetstar rồi hay là Vietjet. Với các bạn thì Google Allo nó chỉ xét riêng là một ứng dụng chat OTT thì nó không có gì hay và thú vị cả. Chủ yếu là các bạn nhắn tin, gửi ảnh, chỉnh sửa ảnh khi trước khi gửi đi, hay là gửi một vài sticker. Không có nhiều gì gọi là quá hay và thú vị, nổi bật so với các ứng dụng khác. Tuy nhiên thì với Google Assistant thì bạn có thể làm được nhiều thứ. Chat trực tiếp ở trên đây và có thể tìm ra được kết quả, và cái kết quả cho ra khá là chính xác. Vậy các bạn nghĩ sao về Google Allo? Mời comment, chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.